Quay chú gặp thầy Minh Tuệ chưa? Gặp trên Facebook. Gặp Facebook hả? Ủa thế hôm nay chú đến đây từ lúc nào vậy? Mới đến hả? Ủa thế hôm nay chú đến gặp thầy Minh Tuệ chú có điều gì để chia sẻ không? Bên đây biết thầy chú khổ hành đến mình để thấy ngưỡng mộ thầy. Dạ, ủa sao cho chú mặc bộ đồ này, chú có thể chia sẻ được bộ đồ này là như thế nào ạ? Phật tử. Phật tử. Dạ, là mặc đồ Phật tử. À, là một cái người mà gọi là mặc đồ Phật tử cũng như là mình cũng theo Phật ấy, thì chú có suy nghĩ như thế nào về thầy Minh Tuệ, có thể chia sẻ không? Mình thấy thầy Minh Tuệ là giống như kiểu là thần ngọc sáng quá. Dạ. Nó là một khuôn mặt gần giống thầy. Là một cái thần chú. Vâng. Và hôm nay như bác, như chú đi, cháu gọi chú đi. Thế chú đến đây thì cũng mong muốn điều gì khi gặp thầy Minh Tuệ? Mình đi Phật tử thì mình cũng hiểu rồi, con đưa của ngài đi thì cũng ngài trên mục đích giúp cho tất cả dân chúng. Vâng. Mình giác ngộ đấy mà. Vâng. Đó là mình mới hiểu được. Mình đi thì mình cũng ở đây đưa tiền. Dạ, chú có thể đứng ở bên trong một xíu cho đỡ mưa chú. À, đó, rồi. Dạ, không phải là vấn đề gì cả. Dạ, ấy là gặp thầy cũng mong muốn là thầy đi cái đường tu hành sẽ chúc cho thầy là bình an. À, chú là ở chú đi đến đây sao? Chú đi đến đây sao? Ấy là từ nhà chú đến đây sao? Đồng Hới. Đồng Hới, Đồng Hới Quảng Bình. Là từ Đồng Hới ra đây bao nhiêu cây số ạ? Đấy, 40 cây số. Và chú đi bằng cái gì lên đây? Đi xe. Đi 7 chỗ. À, là chú đi xe 7 chỗ lên đây. À, chú đi cùng với ai ạ? À, mấy người đi cùng với nhau luôn. Vậy là chú biết cái thông tin của thầy Minh Tuệ là ở đâu ạ? Hả? Ý là chú biết thông tin của thầy Minh Tuệ đang ở đây là chú biết nhưng mà cách nào? Chú biết đang qua điện thoại. À, là xem trên YouTube. Để biết thầy ở đây là hôm nay chú đến đây. Trời ơi. Vậy thì chú cho con hỏi là như nếu như hôm nay mà trời mưa như thế này mà thầy không đi thì chú sẽ đợi đến khi nào? Là chú cả đây là hữu duyên thôi. Hữu duyên. Nếu tin không là mong câu. Vâng. Ở bên ra mình nhớ mình gặp thì thầy thì cùng tốt, nếu gặp thì cùng chẳng sao cả. À. Dạ vâng. Cả gì nó cái duyên của mình thôi mà nó không phải là. Vâng, nhưng mà hôm nay thầy đã đến với đất Quảng Bình rồi, chú có cảm thấy đấy là cái duyên không ạ? Tất cả đều là duyên. Vâng. Không phải gì là không ngoài duyên. Vâng. Và hôm nay thì thầy cũng di chuyển đến đất của Quảng Bình nhưng mà tại trời đang mưa ấy, nên là bây giờ thầy vẫn đang ở đây. Thì như hôm nay nếu mà tí nữa mà thầy có đi ra ngoài này thì chú có muốn nói điều gì hay là muốn làm điều gì đó để có nghĩa là mình đi một cái quãng đường 40 cây số như vậy để có thể dành cho thầy Minh Tuệ không? Bên chỗ của em đi theo thầy được chú là giáo viên mà. Không, nhưng mà cháu hỏi chú đi theo thầy Minh Tuệ được không? Hả? Chú đi theo thầy Minh Tuệ được không? Dáng này là cháu sợ là không đi theo được á. Có đi bộ được không? Là cái tuổi của mình thì bây giờ mình chạy mình đang tu tại gia nó vẫn ấy thấy. Dạ. Nhưng cũng không có khả năng để mình theo được. Đúng rồi, đấy là cháu hỏi vui thôi. Chứ bây giờ thì mình, tu ở trong tâm mình thôi. Mình đưa tiền thôi. Dạ. Đi được bao nhiêu thì đi đúng không chú? Đi được bao nhiêu là đi. Dạ. Gặp được là may rồi. Dạ. Vậy là chú cũng đi một cái quãng đường là 40 cây số để ra đây để gặp mong gặp được thầy Minh Tuệ. Và hôm nay thì chú đi cũng rất nhiều người ra đây luôn. À, chú cho con hỏi là chú cũng là mặc áo của Phật tử ấy thì chú cũng theo về cái vấn đề này là chú theo lâu chưa ạ? Chú cũng theo cũng lâu rồi, 20 năm ấy. 20 năm. Dạ. Chú cũng tại gia. À, vậy thì chú cũng có hiểu biết về Phật pháp hay là về đấy á, thì chú cho con hỏi. Ví dụ như là theo như thầy Minh Tuệ á, thầy đi liên tục như vậy rồi ăn một bữa như vậy với một cái thân hình của thầy Minh Tuệ thì có thể nói là nhỏ nhắn mà thầy lại có một cái sức mạnh gì đó, công năng gì đó mà để có thể làm được điều đó thì chú có nhận định như thế nào để có thể chia sẻ với mọi người được không ạ? Chú mà mình có người chú Phật tử á, nếu như mình chịu khó thực hành theo lời Phật dạy thì cũng có cái việc kia mình không làm được. Vâng. Cái thực tế là tôi còn đã từng khẩu chú ăn ngay một bữa thầy. Dạ. Cũng có một cái thời gian tôi làm. Nhưng mà chú có làm được điều đó? Nhưng bây giờ là tôi chuyển sang buổi sáng và buổi trưa. Có buổi trưa. À, là ngày xưa chú ăn một bữa, bây giờ con chú chị không nổi chú ăn hai bữa đúng không? Vì tôi còn lao động. Lao động. Dạ. Nếu như mà mình mỗi ngồi mà tú hoặc là mình làm cái việc này nhà thì mà cũng phải là để đó để nhớ mà thực tế mình chịu khó. Dạ. Mình vẫn làm được việc cả hai. Nhưng mà theo như chú thì thầy Minh Tuệ đi liên tục trong vòng một ngày, nhưng mà ngày này có ngày khác như vậy mà chỉ có ăn một bữa, thì theo như chú đấy có phải là một cái công năng gì đó nó khi mà tu tập mới được không? Phải tu tập mới được. Dạ. Chứ không phải là mình có sức khỏe hay mình làm nặng là được đâu. Chẳng có phải là mình không tu đến bao giờ được. Dạ. Phải tu mới được. Vâng, là theo chú là cũng phải là có công năng gì đó rất là lớn
để có thể làm được một điều mà như thầy Minh Tuệ. Cả di thủ thiệt tấu khổ hành. Dạ. Mình có cho tấu tự dụ dạy mình đó, để mình thiệt khổ tập diệt là đó mình học. Chú có thể giải thích từ tu khổ hạnh để cho mọi người hiểu không ạ? Đó là mình có thể tống cái từ từ giờ để mình sang đời này chính xác và có ta ba là khổ đó. Dạ. Cho nên mình sống, mình sống được với cái khổ. Dạ. Chấp nhận được cái khổ đó. Vâng. Và mình chỉ có thể những thầy khổ được. Và dạ. Mình diệt được cái khổ để nếu thầy khổ. Nên lúc đó mình mới thanh đạo được quả được. Dạ. Là tu khổ hạnh là phải trải qua những cái khổ để biết được cái dân khổ như đó, thế nào. Phải biết được cái khổ. Dạ. Để mình tu. Dạ. Chú có thể đứng vào bên trong một chút đỡ mưa chú. Rồi rồi rồi, ok rồi. Đó. Đó nên mình không trải qua được thì không thấy được cái khổ thì mình tu được. Thấy khổ thức thanh là cái khổ. Bạn cổng trong khổ. Vâng, vậy là bây giờ là chú đến đây thì chú cũng muốn gọi là đi theo thầy Minh Tuệ một đoạn không? Vâng, đi một đoạn đường để tiến thầy đến đất Quảng Bình. Bởi vì hôm nay thì thầy mới đến đất Quảng Bình thôi, nhưng mà được bà con ở đây cũng gọi là cũng rất là đón chào. Đó, thứ nhất là buổi sáng nay thì cũng có rất nhiều quý Phật tử cũng có cái là để cúng dường cơm chay hay là nước gì cho thầy. Thì cũng là một cái duyên để đến đây. Thì hôm nay thì tại sao thầy không đợi để đến Đồng Hới để thầy gặp mà chú để gặp thầy Minh Tuệ mà chú lại phải đi tận 30 km để vào đây để gặp thầy Minh Tuệ ạ? Chú có thể chia sẻ một chút cái điều này ạ? Chú là vì hôm nay là có cái dẫn duyên đến đây này. Vì là bọn chú cùng có tổ chức mình cộng chú với cháu ấy. Chú phát triển cái cộng chú trong ngày á. Vâng. Rồi cái dẫn duyên đó cùng nhau bắt xe là à là cũng có một cái gì mà để tất cả cùng nhau đi. Vậy thì chú có nghĩ là chú không cần phải đi mà chú đợi ở nhà để thầy Minh Tuệ đi qua không? Cùng biết cả đó. À nhưng mà hôm nay chú đi đấy là một cái gì đó chú rất là mong mỏi đúng không? Chú rất là muốn đi để có thể mau chóng gặp được thầy Minh Tuệ đúng không ạ? Chú cũng là muốn gặp thầy. À. Rồi là đến điểm đây một chút. Vâng. Vì là thật ra cái chỗ mà chú đi ra tầng đấy là phải 560 cây. 560 cây. Cái chỗ lá thú ở cái chỗ cái bánh tách đấy là thầy đã hái về cái vâng. Vậy thì hôm nay cũng có thể mong muốn làm sao đó để mà chú cùng với các cô các bà có thể là gặp được thầy Minh Tuệ nhá. Bởi vì hôm nay đến Quảng Bình quê hương của chú rồi đúng không? Bởi vì hành trình thì vẫn còn dài mà, thì chắc chắn là không, ví dụ như là hôm nay ra đây là cũng có cái duyên rồi, trời mưa nên thể ở lại mà. Chúng là duyên thì tất cả đều là duyên. Gặp cả quay đây cũng là duyên. Và đấy thì có thể là gặp để chia sẻ, chú chia sẻ cái nỗi lòng của mình cũng như là hôm nay để đến để gặp được thầy Minh Tuệ á. Và cháu cũng cảm ơn chú đã chia sẻ với tất cả anh em.